Mừng đảng mừng xuân quý mão 2023, quyền đất đỏ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí trung ương, ngành có văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quyền đất đỏ đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của địa phương trong năm 2022, đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí đã hỗ trợ đồng hành cùng quyền trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt định hướng dư luận xã hội gặp mặt lãnh đạo huyện Đức Đỏ, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi nhiều vấn đề về công tác phát triển, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, nông nghiệp công nghệ cao, những định hướng chủ đạo của huyện trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới, đặc biệt là phương thức kết nối thông tin giữa lãnh đạo huyện Đức Đỏ với các cơ quan báo chí. Giải đáp ý kiến của các phóng viên, đại diện các cơ quan báo chí, lãnh đạo huyện Đức Đỏ cho biết, năm 2023, huyện Đức Đỏ tròn 20 năm thành lập, nên địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền dây thành quả thế mạnh của địa phương và phản ánh những vấn đề còn tồn tại bất cập, giúp huyện thực hiện tốt các mục tiêu chương trình kế hoạch đề ra. Trước thêm năm mới Quý Mão 2023, lãnh đạo Hủy Đức đã chúc đội ngũ những người làm báo nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.